bạn thì tên mình là MacBook Air màu in rất hết sức đặc biệt, bản với tựa ô độ từ máy Apple. Và những điều nữa là đặc biệt sau: đầu tiên máy có dùng chip Core i7 tốc độ 18GHz và ổ cứng dung lượng lớn dạng SSD phải thật dung lượng 256GB. Và một điều nữa đó là máy có trọng lượng 1.35kg, rất là nhẹ, có thể hợp với các bạn hay di chuyển. Bạn thiết kế của máy thiết kế hết sức nổi tiếng đến từ hãng công nghệ nổi tiếng Apple, bỏ nhiều nguồn khối. Máy có đèn led backlight giúp bạn làm việc hiệu quả và rất thiếu sáng, và trackpad thích hợp cả bóng đá Việt. Bảng phím giảm chi tiết rồi hỗ trợ bạn tốt khi bạn hỏi bạn. Camera base time bây giờ chúng ta sẽ xem máy có những cổng kết nối nào nhé. Các bạn phải thấy máy có độ mỏng đáng kinh ngạc, và chúng ta thấy máy có những cổng kết nối sau. Ở đây chúng ta có cặp sạc MagSafe 1 này, một cổng USB 2.0, một jack headphone. Ở bên này chúng ta có một cổng USB 2.0 nữa và một cổng Thunderbolt với tốc độ truy xuất dữ liệu 10GB/giây, rất ấn tượng. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu chi tiết cấu hình của máy. Các bạn có thể thấy máy cấu hình rất ấn tượng. Máy dùng chip Core i7-2 tốc độ 1.8GHz, RAM 4GB, với chuẩn DDR3+1333. Máy dùng màn hình 14 inch với độ phân giải HD 3.6x7.8. Một điều rất ấn tượng của chiếc máy này đó là máy dùng ổ SSD dung lượng 256GB. Bây giờ mình muốn định ổ cứng này nó là rất tuyệt cho các bạn ở xứ trong máy này. Có thể nói rằng đây chiếc máy phù hợp các bạn học phòng hoặc là các bạn ai phải di chuyển với dung lượng lớn. Bạn có thể lưu trữ rất nhiều tài liệu, chỉ các bạn có thể lưu trữ rất nhiều ảnh video với dung lượng ổ cứng SSD truy xuất dữ liệu rất là nhanh. Đây bạn là thấy máy dùng chip đồ họa Intel HD Graphics 3000 với cấu hình chip Core i7-2, RAM 4GB và các đồ họa Intel HD Graphics 3000, thì mình nghĩ rằng với các tác vụ liên quan đến đồ họa như là xử lý ảnh, Photoshop bạn có thể dùng được với chiếc máy này. Tất nhiên cũng không để đòi hỏi cao với xử lý các tác vụ nặng hơn nữa như video hay là game, bởi vì giám mẫu E thường chỉ được dùng ở các ứng dụng văn phòng là hợp lý nhất. Một trong một thứ hay nhất thì cái dòng MacBook đó là cảm ứng trackpad, trackpad cảm ứng giao điểm. Các bạn thấy trackpad cảm ứng giao điểm của trên dòng MacBook được đánh giá là trackpad tốt nhất trên thế giới, bởi vì nó rất nhẹ, bề mặt của nó là bằng kính rất đặc biệt. Các bạn có thể thấy bạn có thể dùng hai tay để trượt lên trượt xuống một cách rất dễ dàng. Đấy, bạn có thể thấy phóng to thu nhỏ bạn hai ngón tay. Rất là nhanh. Bạn có thể dùng tính năng mission control bằng 4 ngón tay cũng rất tuyệt vời. Mọi thứ diễn ra rất là mượt mà và trôi chảy. Bạn có thể các phím chức năng cũng hoạt động rất là ổn định. Các bạn có thể chúng ta có thể tăng giảm độ sáng màn hình. Đây, bạn mọi thứ rất là ổn định. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trải nghiệm hình ảnh và âm thanh của chiếc máy này. Các bạn thấy hình ảnh của chiếc máy này cho khá là sắc nét, nhưng mà mình độ phân giải HD nó khá là tốt. Cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi.
nó rằng đây chiếc máy hợp bạn hàng di chuyển, học sinh sinh viên để tốt chiếc máy này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.